Còn một bài cái cháo. Cái chim. Lùi từ từ chứ. Một cái chim, một bầy cá cháo lận. Nó chạy tút kia luôn. Chạy gốc đây này, nó chạy dính giờ, dính luôn rồi. Rồi cứ đưa yên luôn rồi chứ đừng có. Đây gỡ được rồi. Không, với lại bây giờ có thể chút nữa mấy con nó sợ nó chạy ra. Cầm lên đi rồi. Lấy giọt coi chứ. Con nào mà dám tới ăn. Đèn quay video à, đèn chạy gừa gớm. Mà xuống dứt mẹ thấy chỉ phát được đớp liền hỏi vậy vậy. Lên hàng. Đấy, mệt rồi đấy, cái chim cũng. Từ từ lấy giọt lên á, khi nào nó gần lên á mình nhúng xuống, nhúng nó nhát lắm á. Thấy cho giờ mà kéo cái cần lên này nó quấn mùi nó là đâu dám kéo. Từ từ rồi. Lên ha. Nuốt luôn.